Xin chào các bạn, mình tên là Nguyễn Minh Quang. Mình đang học ở lớp 22 ở trường tiểu học Hoàng Mai. Mình biết đến cuộc thi sáng màu trung thu do sở nghệ thuật Archery tổ chức qua cô giáo chủ nhiệm của mình. Mình có niềm đam mê với lập trình và vẽ tranh từ khi học lớp 1, đặc biệt là vẽ tranh kỹ thuật số bằng việc áp dụng công nghệ thông tin vào việc vẽ tranh hiện đại. Nhân dịp trung thu, mình đã vẽ bức tranh này. Ta-da! Mình vẽ rất đơn giản thôi. Đó là hình ảnh gia đình của mình vào dịp trung thu năm ngoái. Nhưng chỉ có bố mẹ con mình thôi, vì khi đó bố mình đi công tác ở xa. Quê gốc của mình ở miền núi. Đây là mẹ mình, chị gái và em gái của mình. Và mình trong trang phục truyền thống. Ánh trăng đêm rằm thật đẹp, thật tròn và tỏa sáng rực rỡ. Trung thu năm nay, mình mong bố không phải đi công tác dịp này nữa, mà có thể đoàn tụ với chúng mình, tận hưởng những giây phút hạnh phúc bên mẹ con mình. Qua chương trình sáng mừng trung thu của sở nghệ thuật Archery và bức tranh của mình tin rằng các bạn ở khắp mọi miền tổ quốc sẽ luôn trân trọng và giữ gìn bản sắc dân tộc, giữ gìn tình cảm gia đình của mình, để mỗi dịp trung thu sẽ là dịp để đoàn tụ hạnh phúc và vui bên nhau. Các bạn hãy bình chọn cho bức tranh của mình nhé. Mình cảm ơn các bạn thật nhiều.